chào quý khách. Quý khách muốn mua gì? Nếu anh muốn ăn thịt bé thì bé có bán không hả? Nè hả? Không cần sợ đâu cô em. Đàn em của anh chỉ ghẹo em để tạo không khí thôi à. Còn anh đây mới làm thiệt. Kể từ hôm nay cho đi, em phải trả tiền bảo kê cho anh, nghe rõ chưa? Mỗi tháng là 5.000 bạc. Nè, đừng có nhiều chuyện. Có tiền sẽ được yên thân. Đi chỗ khác đi, biết. Nếu em không đưa tiền, từ giờ anh không dám bảo đảm cuộc sống của em có thể bình an vô sự. Trời ơi, cái gì vậy? Tụi này nó đúng là... Ăn tiền đi. Mau lên. Thế tụi này ác thiệt. Người mù mà tụi nó cũng vậy nữa. Có chuyện gì trong đó vậy? Mấy tụi nó là bọn du côn đến đòi tiền bảo kê á. Nè, coi biết đi. Biết. Tôi chỉ có nhiêu đây. Trời đất ơi. Đa. Họ đi chỗ khác đi. Ghê đã. Sao đánh nhau rồi? Mọi người cảnh sát đi. Hại gì? Đánh kéo không? Mày lại. Lần này là cắn, còn lần sau là lưỡi, hiểu chưa? Biến đây đi. Chạy tụi mày. Chạy. Mau lên, mau lên. Đáng đời mà thiệt tình hả? Mẹ ăn đi đây, đi đây. Quỷ sứ. Mù mà cũng tha nữa. Là tôi đây. Anh Ghen. Cảm ơn anh Gân vì đã ra tay giúp đỡ tôi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra anh không nên mạo hiểm tính mạng để giúp tôi như vậy. Nếu như anh mà bị gì thì thật không đáng chút nào. Đã nói là không sao mà, không cần phải lo cho tôi. Tôi thấy người đáng lo là cô mới phải đó. Sao lại như vậy? Tôi nghĩ đám du côn tới đòi tiền bảo kê này sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trước sau gì bọn chúng cũng sẽ quay lại đây. Nói chung là cô phải cẩn thận đó. Xin lỗi đã làm anh lo. Lát nữa tôi cũng sẽ đi báo cảnh sát về vụ việc lần này. Nên như vậy, có cảnh sát xuống kiểm tra sẽ khiến chúng sợ hơn. Dù sao thì có gì xảy ra cô nhớ nói tôi biết. Cô đừng có ngại, tôi rất sẵn lòng. Chuyện lần này thật sự cảm ơn anh. Anh không chỉ cứu mà còn giúp tôi dọn tiệm nữa. Hay là tôi làm một bó hoa để thay lời cảm ơn dành cho anh nha. Được. Một lần nữa cảm ơn anh nha. Bó hoa tôi làm có hơi nhỏ thì phải. Bó hoa rất đẹp. Với tôi như vậy là đủ rồi. Dù sao cô cũng phải nhớ cẩn trọng đó. Có gì cô cứ gọi cho tôi nha. Cho tôi mượn điện thoại của cô. Nói đây.
Xin lỗi cô. Ấn vào nút này là cô có thể gọi cho tôi khi cần. Dạ, cảm ơn anh. Qua đây. Cảm ơn cô. Tới để tìm đồ, cuối cùng thành ra giúp người ta. Các người không được dùng kiếm. Lùi lại. Mấy người muốn gì? Đi đi. Buông tôi ra. Đi qua đây. Mấy người muốn gì? Bỏ đi. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Đừng giữ nhé. Buông tôi ra đi mà. Chết đi. Tôi không đi đâu. Tôi không đi mà. Cứu với. Sao không ai làm gì hết vậy? Có luật pháp không? Cứu tôi với. Mấy người đó. Đúng rồi đó. Ông cảnh sát đi, sao bắt người vô cớ vậy? Kỳ vậy. Ly tìm Hoa. Tôi nghe nè. Đáng tiếc quá đi, bạn gái mày không nghe điện thoại được đâu. Lại đó. Thì là cái đứa bị mày đánh ở tiệm qua của con bạn gái mù của mày đó. Bây giờ tao bắt bạn gái mày rồi, muốn cứu nó thì tới đây. Trời ơi, xinh đẹp. Tại sao tao phải tin mày chứ? Nó thôn. Ê, tụi mày phải biết tôn trọng phụ nữ chứ. Nói vài câu với bạn trai cưng đi. Anh Vinh ơi, cứu tôi với. Anh Vinh à. Bây giờ thì mày tin chưa? Được rồi. Mày muốn gặp mặt ở đâu đây? Mày phải tới nhanh đó nha. Tao không kiềm chế được chú gái đẹp đâu. Hay là mình cưỡng hiếp con nhỏ mù này trước đi anh. Mày chờ thêm chút nữa được không hả? Chờ xử lý bạn trai của nó trước, sau đó chúng ta mới cưỡng hiếp nó trước mặt bạn trai nó. Phải làm như vậy mới kích thích, phải làm như vậy mới hả dạ chứ, đúng không? Phải. Hay quá đại ca. Ngoan ngoan ngoan. Lết chuột, lết chuột, lết chuột, lết người đẹp nè. Thơm đại ca, thơm không? Yeah. Nôn tới lượt mình quá đi. Chắc sướng lắm đây. Mày lâu quá đó, đi đâu vậy? Đi tè cái đã. Thấy sao, thấy sao? Được không? Rồi.
Nó thơm như sầu riêng vậy đó. Ê, anh hùng tới cứu mỹ nhân kìa. Lia, cô không sao chứ? Anh Ngân, tôi tới để cứu cô đây. Bộ mày tưởng dễ lắm hả? Hả? Ê, tụi bay qua đó tiếp đãi đàng hoàng nó cho tao. Ê, đứng yên đi. Nếu không tao bắn chết con nhỏ mù này bây giờ. Mày hả? Ngon hả con? Xong giờ ăn cọp nha. Chết đi. Chết. Mày hả? Dại gái hả mày? Ngu, ngu mà lì. Chết nè. Anh Lách. Anh Vinh. Mày hả? Cho mày chết nè. Mày đánh mạnh lên coi. Chết nè. Anh Ghen. Mày đủ rồi. Chương trình hấp dẫn còn chưa chiếu mà. Tạm thời thôi trong đó. Ngồi xuống. Đánh mày vài cái chưa xong chuyện đâu. Màn tiếp theo tao sẽ cưỡng hiếp bạn gái mày trước mặt mày. Là tôi đây. Anh Ghen, anh có sao không? Tôi không sao hết. Anh Ghen. Đi. Cô Ly. Anh Ngân. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Có còn gì đó không biết nữa. Ở trong phòng. Chỉ là con chuột thôi. Chuột sao? Vậy nó đã đi chưa? Nó chết rồi. Chết rồi? Tôi không cố tình đâu. Tôi giật mình cho nên mới như vậy. Tôi giỡn thôi. Nó chạy ra ngoài cửa mất rồi. Anh Ghen. Bây giờ còn sợ nữa không? Không sợ nữa. Nếu vậy thì không biết là cô có thể bỏ tôi ra được không? Tôi xin lỗi anh. Đứng nổi không đó? Anh Ghen, anh làm gì vậy? Thì đưa cô trở về giường.
Cảm ơn anh. Vậy có cần thêm gì nữa không? Dạ không cần. Chắc chắn chứ? Chắc mà. Nếu cô cần thêm gì nữa thì cứ gọi cho tôi ở bên ngoài. Được. Vậy nếu cô không cần gì nữa, tôi đi đó nghe. Được. Sao tự nhiên hồi hộp dữ trời. Cổ chân vẫn còn sưng nhiều lắm. Đợi tôi cất xong đồ, tôi sẽ đem nước nóng chườm chân cho cô. Được. Anh. Lúc anh nói với em anh không được khỏe, anh có biết là em đã lo lắng như thế nào không? Thời gian vừa qua anh trăng qua bay bướm với bao nhiêu là cô gái, em chưa từng trách móc anh một lời. Vậy mà bây giờ anh dám gian díu với cô ta. Nếu anh là em, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Trâm Tranh, em hiểu lầm rồi. Nghe anh giải thích đã. Em đang hiểu lầm anh sao? Em thấy rõ bằng hai mắt đó, hai người đang ở cùng nhau. Cuối cùng thì em hiểu lầm cái gì đây? Chị Râm Ran ơi, chị nghe tôi giải thích đã, không phải giống như chị nghĩ đâu. Câm miệng lại. Cô tưởng là cô bị mù thì tôi không bắn cô sao? Làm bộ hiền lành ngây thơ, dụ dỗ cho người ta thương hại, thật ra cũng chỉ là cái loại. Đủ rồi. Đủ rồi đó Râm Ran. Anh yêu nó lắm chứ gì? Yêu đến mức dám chĩa súng vào em vậy sao? Đừng trêu rằng. Nghe anh nói đã, bỏ súng xuống đi. Đừng nghĩ là em không dám bắn anh. Trương Tranh, nghe tôi nói nè, người đứng trước mặt em không phải là người từng chia sẻ ngọt bùi với em. Tôi không phải là gần. Tôi là anh trai song sinh của gần. Là anh trai song sinh? Lời biện hộ này anh vừa mới nghĩ ra đó hả? Đây là cách mà anh dùng để tống cổ em đi chứ gì? Tôi thật sự không phải là ghen. À.
Anh đến rồi hả Mọt? Gánh. Gánh. Gánh à. Hàng. Hàng ở chỗ bệnh quá. Gánh. Ở tiệm quà. Gánh.
anh sẽ tự mình tìm cho ra sự thật. Em cũng cảm nhận được mà, tôi không phải là ghen. Em nhìn vào mắt tôi đi, em nhận ra mà. Nhìn xem tôi có phải là ghen của em không? Có phải người em quen biết không? Và có phải là người em yêu hay không? Sợ với em như vậy. Em thử nghĩ xem, ghen của trước đây và ghen của hiện tại có giống nhau không? Tôi biết em cũng thấy được. Từ lúc tôi quay về và nói tôi bị mất trí nhớ, tôi có giống ghen của trước đây không? Nếu như anh không phải là ghen, vậy thì ghen của tôi ở đâu? Phim được dịch và ở trên kia tại phim TV. Tro cốt ở trong hũ đó. Chuyện này là thật sao? Là thật. Tôi không nói dối đâu. Gần chết rồi. Gần ở đó chờ em đã lâu. Em qua đó đi. Thật không ngờ là anh Ghen lại gặp chuyện như vậy. Có phải là vì chuyện này
mà anh đã giải dạng thành anh Gánh để điều tra xem ai là người đã giết anh ấy không? Đúng vậy. Vậy thì anh đã tìm ra ai là hung thủ chưa? Vẫn chưa. Nhưng theo manh mối có thể là Tony. Bởi vì Gân nắm giữ bằng chứng có thể buộc tội Tony. Gân đã nói manh mối bí mật với tôi trước khi chết. Ý anh là bằng chứng buộc tội ông chủ sao? Gân liên kết với chị Sỏn, phản bội Tony. Có thể sau khi Tony biết được chuyện của hai người đó nên đã thủ tiêu Gân. Thật sự em không hề biết về chuyện này. Nhưng mà cũng có khả năng ông chủ muốn thủ tiêu Gân. Nếu vậy ông chủ đã ra lệnh cho ai ra tay? Là Sunan. Ông chủ đã cử Sunan đi cùng Gân làm nhiệm vụ. Lúc Sunan quay về lại nói là Gân đã mất tích rồi. Tôi cũng có suy nghĩ giống như em vậy. Sunan chắc chắn có liên quan. Rơm ra, nếu như em thực sự yêu Gân, hãy hợp tác với tôi cùng tìm ra thủ phạm. Kẻ nào đã hại chết Gân, kẻ đó phải đền tội. Được. Chính em cũng đang rất muốn biết rốt cuộc hung thủ là ai đây. Tốt. Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác tìm ra kẻ đã giết Gân. Được. Rôm Ranh đã đi. Cô ấy có để lại hai bức thư. Thư sao? Gửi ai vậy anh? Một bức thư gửi cho Sunan, còn một bức thì gửi cho chúng ta. Tôi đã quyết định quay về tìm ông chủ. Xin lỗi vì không thể từ biệt hai người. Anh Mập và Ly đã đối xử với tôi rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy bây giờ mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây anh? Anh đã quyết định rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tôi đã nói với anh rồi, để tôi xử lý tên Tony trước. Xong chuyện đó rồi anh muốn sao cũng được hết. Tốt. Rất đáng mặt Nam Nhi. Tạm thời tôi tin anh. Anh có thư. Là của Rôm Ranh gửi cho anh. Rôm Ranh đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Quay về băng của Tony. Định làm gì tiếp theo? Sẽ truy bắt Tony và cứu Rôm Ranh. Tôi sẽ hợp tác với anh. Ý của anh là sao đây? Tôi và anh sẽ cùng nhau hợp tác cứu Rôm Ranh và truy bắt Tony.
Lên đây đi. Anh thề lắm. Bỏ lên, bỏ lên. Anh nữa. Đúng rồi. Đây. Đập đi. Đây, đập đi. Bỏ lên, đúng rồi. Vô. Vào vô. Ừ. Đây. Anh nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đi dậy lên tiếp đi. Anh nữa. Đập đi chứ. Siêu quá vậy. Anh nữa đi. Anh lên. Anh lên. Tức thiệt chứ. Anh chịu gì. Anh lên. Đúng rồi. Đánh nè. Đem đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây. Tập vậy đó. Hay lắm. Hay lắm. Hay rồi. Tóc bao rồi. Xong rồi. Hay. Lột xoát rồi con cháu. Nè. Tụi mày dám sao? Đó là luật. Tụi bay có muốn vô không? Mày lập tức đi nói với tướng Di Xuyên rằng ông ấy đã có khách quý tới tìm. Được. Nhưng sau khi bọn này lục soát người đã. Soát. Nè 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 nè. Tụi bay nghe không hiểu hả? Có biết bọn tao là ai không? Hả? Bọn tao là khách quý đó. Nè. Đã nói không rồi mà. Nè. Mày đang soát người tao hả? Buông ra coi. Chuyện gì vậy? Hả? À, cậu Tony, có khách quý tới sao không chịu báo tao một tiếng? Bắt cách tao chờ vậy hả? Mày có biết họ là ai không? Em xin lỗi. Tony, chào mừng cậu tới chỗ tôi. Trong thời gian tới chắc phải làm phiền ngài. Có cái gì đâu, cậu không cần phải ngại. Chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp mà. Đi đi, mời lên trên, mời lên trên. Được, bàn chuyện một chút. Đón tiếp họ thật tốt cho tao nha. Tao ghim mày rồi nha mày. Dạ thưa sếp, tín hiệu đã mất luôn rồi. Đâu, chờ tôi coi. Đây là khu gần biên giới mà. Nếu vậy đúng như thông tin mà trước đây bác Soạn từng cung cấp, điều này chứng tỏ tên Tony hiện đã cấu kết với tên đại tướng Di Xuyên. Thôi được, nếu sẵn sàng rồi thì mau bàn kế hoạch đi, mau lên. Sếp à, khoan đã. Cậu còn chờ gì nữa? Tới đủ hết rồi mà. Thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Anh ấy sẽ hợp tác cùng chúng ta. Nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình vốn dĩ là nhiệm vụ của cảnh sát và quân nhân như tôi. Huống hồ đây là chuyện lớn, người càng đông ta càng có lợi thế. Nói vậy anh... Đây là Mòn, là anh trai song sinh của Gân, người đã qua đời. Anh ấy là lính đội đột kích đã trà trộn vào trong băng của Tony. Vậy chuyện đội trưởng thay đổi việc điều tra về Gân là do anh ấy chính là Mò. Chuyện lần trước anh dám quýnh tôi bầm dập, anh đền lại cho tôi đi. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao cũng cảm ơn anh, đã đánh nhẹ tay quá. Chị đã làm gì vậy? Thì đi dạo mát thư giãn gân cốt. Tôi không thích ở lì trong phòng. Chuyện gì? Ra đây làm gì? Ông chủ kêu chị vào gặp. Ừ. Phim Định Dịch và Lồng Tiếng tại Phim TV. Cảm ơn. Vào đi. Mời vào, mời vào. Đây.
chính là vương quốc của tôi, cũng là niềm tự hào của tôi, là thế giới do tôi gây dựng. Một khi cậu đã bước vào thì trở thành một phần thế giới của tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài thứ hay mà tôi có. Xem thử nha. Tôi nghĩ cậu biết nó là cái gì. Giá trị thật của nó thật sự rất khủng khiếp. Hàng cực phẩm. Phải. Đã tới rồi thưa ông chủ. Tôi cho gọi mọi người tới chỗ này là vì muốn tuyên bố rằng bắt đầu từ giây phút này trở về sau, mệnh lệnh của Đại tướng Di Xuyên có hiệu lực như mệnh lệnh của tôi. Mọi người hãy tuân thủ và đừng làm tôi thất vọng. Dạ. 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 Chà, thật sự rất vinh hạnh cho tôi. Chắc tôi cũng phải thể hiện một chút gì đó để đáp trả lại. Quyết định vậy đi. Tất cả số hàng ở đây của tôi, nếu cậu thật sự muốn bán chúng thì tôi sẽ giảm giá chúng cho cậu. Xin cảm ơn ngài. Tới lượt cô rồi đó. Ý anh là sao? Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nhờ ngài. Nói đi. Bác Sơn hiện đang rất cô đơn. Dạ, nếu ngài đủ lòng thương tình. Hân hạnh. Chúng ta sẽ gọi chiến dịch hành động lần này là truy bắt mặt trời. Mọi người đã tới đông đủ chưa? Rồi. Hình như thiếu... Đã sẵn sàng. Xin chào. Xin chào. Đây là cha ba. Xin chào cô. Đệ Dắt và Minh Ti. Xin chào. Đây là Mọt. Chào. Khi nào mình sẽ tấn công chúng hả? Đêm nay ta sẽ tấn công.
tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi bay không muốn sống sao? Hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Chờ đó. Chị bác sở mới gửi tin về. Chúng ta đã có mẫu chìa khóa kho hàng của tướng Di Xuyên. Tốt, tôi sẽ xử lý ngay. Có mất nhiều thời gian không vậy? Chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Dạ. Cô cho ba, vậy cô có còn nhớ nhiệm vụ của cô là gì không? Là tìm kiếm và tiêu hủy khu vực sản xuất ma túy, xong quay lại căn cứ chờ lệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô phải liên lạc cho tôi ngay. Dạ. Đây, hướng này nè, chúng ta sẽ đi. Đúng rồi. Sao không thấy anh Sunan đâu? Đã đi rồi. Đi rồi nghĩa là sao? Lúc nãy tôi có nghe là Sunan và Mọt có ý định đi giải cứu một cô gái có tên là Romran thì phải. Sau đó thế nào tôi bận việc nên không rõ. Cảm ơn anh. Nhiệm vụ của cậu là vào bên đó và nhớ cẩn thận đó, biết chưa? Chắc anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô gái đó. Dù sao thì anh cũng phải trở về bình an nghe chứ. Xảy ra chuyện gì? Có người đột nhập thưa ngài. Còn đứng đây làm gì hả? Không ra xử lý tụi nó đi. Ngài bình tĩnh lại đó. Nếu như chúng ta quá nóng vội, có thể sẽ trúng kế bọn chúng. Vậy cậu có biết tụi nó là ai không? Tôi có thể đoán được. Chúng là đám chó điên đang muốn cắn bậy bạ. Chúng đến sai chỗ rồi. Vì chỗ này một khi bước vào không thể quay trở ra. Chỉ có bỏ mạng mà thôi. Mau xử lý đám đó đi. Đánh tàn sát, đừng để mất mặt. Dạ đó. Nhanh.
đuổi theo. Gì vậy? Gì vậy? Lại chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba, ông chủ, ông chạy trước đi. Đại tướng, ông chạy đi. Đi thôi, nhanh lên. Không. Cha ba, cha ba, cha ba, cha ba, xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt cho, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba, Sura, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi. Yên đó. Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày. Giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc. Thank you.
trưởng, tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, một. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Báo cáo, Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì Rôm Đen cũng trốn rồi. Vậy còn cha ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi, không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha. Anh Mọt, Lý à, anh đã về rồi. Anh Mọt, anh Mọt, anh đã về rồi. Anh đã về rồi. Thì anh đã hứa với em mà, anh đã quay trở về, quay về với tình yêu của anh. Mọt, giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Yeah!
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại.